Ok, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em, quý vị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người, quý vị anh chị và các bạn về một số những cái dòng xe hiện tại bãi em đang còn. Quý vị anh chị các bạn là khách hàng nào mà quan tâm về những cái dòng xe bên em thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 081 666 2386 và 0975 565 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và ngày nào cũng như ngày nào thì Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng vẫn lên sóng cho mọi người. Cho dù có các bạn có xem hay không xem thì Tuấn Anh vẫn phải lên sóng vì công việc của Tuấn Anh nhá. Đó, không làm mất thời gian của mọi người thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đi báo giá cho anh em. Vâng, đầu tiên đây một chiếc xe mới về, đó là một chiếc Chevrolet Avell, sản xuất năm 2017, xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.4, máy mới, biển của tỉnh con này là bình 94, chả rõ là ở đâu cả. Đó, miền trong anh em nhé. Đó, con này thì 2017 đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Xe đẹp, không lỗi, máy mới rồi, máy 1.4. Và nội thất ghế để nguyên bản và chìa khóa khiển theo xe. Vâng, với giá tiền là 258 triệu thì các bạn đã sở hữu chiếc Avell 2017 mới tinh. Đó, đời cao, chót vót luôn mà giá thì rất là hợp lý. Hơn 200 triệu thôi các bạn đã sở hữu về chiếc xe này nhá các bạn nhé. Đó, rất là đẹp cho anh em. Một chiếc Avell khá là chất lượng. Tiếp theo thì đi vào cái hàng xe 5 chỗ ngồi ở cái dàn lán bên đây. Mọi người quan tâm về những dòng xe nào cứ alo cho em, nhấc máy alo cho em, giá là ông bán nhá. Vâng, bây giờ em bán phá giá thị trường những chiếc xe cũ như thế này. Những chiếc xe mà đã nằm lâu tại cửa hàng em sẽ cắt lỗ sập sàn. Chỉ cần các bạn alo cho em thôi, kết bạn Zalo với em thôi, em cho các bạn một cái giá hợp lý nhất có thể. Đầu tiên đây chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Avell 2015. Xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.5, biển Yên Bái 21A02716, sơn xi màu đen. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 228 triệu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai i30 bản CVK đời 2009. Với chiếc xe này thì được trang bị hộp số tự động, máy 1.6, xe nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Hàn Quốc, biển 14A01325, sơn xi màu đỏ, giá tiền là 285 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios bản Limo. Với chiếc bản Limo này thì sản xuất năm 2005, trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.5, biển Quảng Ninh, màu vàng cát, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 125 triệu đồng. Xe được trang bị 4 bánh đa năng đúc, gương kính chỉnh điện, phanh đĩa 4 bánh, nội thất ghế da, màn hình cam lùi, đủ hết các bạn nhé. Đó. Chỉ với 125 triệu đồng thôi, các bạn đã sở hữu về chiếc xe Toyota Vios lồi đồng cuối đá này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Sportage sản xuất năm 2003. Xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.3, biển Hà Nội, biển đẹp. Với giá tiền là 54 triệu đồng, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022. 54 triệu đồng cho anh em. Đó. Tiếp theo là một chiếc Daewoo Maglert. Với chiếc Daewoo Maglert này thì sản xuất năm 2004, trang bị hộp số tự động, máy 2.5, động cơ khá là chất lượng và khỏe. Maglert thì là một trong dòng xe khá là đẳng cấp và sang trọng, mà bây giờ thì bán chỉ có 120 triệu đồng thôi. Hộp số tự động, ghế điện đầy đủ, giấy ghế đầy đủ, biển đẹp, biển Hà Nội luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Spectra. Với chiếc Spectra sản xuất năm 2005 này, đăng ký lần đầu 2006, sản xuất 2005, biển Hà Nội. Đó, sedan hai đầu, kiểu dáng rất là đẹp. Vâng, máy của nó là 1.6, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021. Giá tiền là 88 triệu đồng. Đó. Một chiếc Toyota Altis sản xuất năm 2008, trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.8G, biển 92 của tỉnh Quảng Nam, 11457. Giá tiền bây giờ bán chỉ còn có 250 triệu. Các bạn đã sở hữu chiếc Toyota Corolla Altis này. Vâng. Vâng, tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ đi ra bên ngoài kiểm tra xem có những chiếc xe gì cho các bạn nào. Tiếp theo đây là một chiếc Kia Cerato bản full. Bản này là bản xuất Trung Đông nhé các bạn nhé. Sản xuất năm 2010, trang bị hộp số tự động, bản full cửa lóc, 10 túi khí. Đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Với giá tiền 338 triệu đồng, bên em sẽ bao vào tên cho mọi người. Đó. Và ngay mặt ngoài đây là một chiếc xe Toyota Vios mới về cửa hàng bên em, đời 2006, bản Limo, biển Hải Phòng, tên tư nhân, đăng kiểm rất là dài, tháng 3 năm 2022, 4 bánh, trang bị la đăng đúc, lốp mới cả da. Vâng, màn hình cam lùi đủ hết, gương kính chỉnh điện đầy đủ. Với giá tiền là 139 triệu đồng thôi, các bạn đã sở hữu chiếc Toyota Vios
lồi đồng cối đá này, một chiếc xe khá là hợp lý cho mọi người nhé. Tiếp theo là một chiếc xe Nissan Sunny. Với chiếc Nissan Sunny đời cao, đời rất cao luôn các bạn nhé. Đăng kiểm dài đến tháng 9 năm 2022, biển Hà Nội 30A19538, sơn xi màu ghi. Vâng, đời 2013, máy 1.5 và giá tiền là 199 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Daihatsu Zeti CDX sản xuất năm 2010, trang bị hộp số tự động, máy 1.6, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc bản full clutch đầy lổ. Vâng, giá tiền là 245 triệu đồng các bạn đã sở hữu chiếc CDX và nhập khẩu nguyên chiếc này, form dáng chuẩn chỉnh 100% đẹp nguyên chiếc. Vâng, một chiếc Toyota Corolla Altis 2008, xe được trang bị hộp số tự động, máy của nó là 1.8G. Vâng, form mới, form 2009, biển Quảng Ninh một chủ tự động, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 345 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Kia Rio. Với chiếc Kia Rio này thì sản xuất năm 2016, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội, tên tư nhân, xe gia đình, tư nhân chính chủ luôn, không có khóa đục, không có taxi và không có dịch vụ. Vâng, xe rất là đẹp và không có lỗi. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 335 triệu đồng. Đó, rất nhiều xe cho mọi người cùng lựa chọn. Vâng, các bạn chỉ cần bấm vào alo cho em thôi, các bạn sẽ mua được một cái giá hợp lý nhất có thể. Tiếp theo đây là một chiếc xe Toyota Vios bản G. Với chiếc Toyota Vios bản G sản xuất năm 2010, trang bị hộp số sàn, máy 1.5, biển Quảng Ninh, số tự động. Đó, bản G nha các bạn nhé, xin lỗi quý vị chị các bạn. Zin cả xe luôn, bản G đời 2010, số tự động. Với giá tiền là 298 triệu đồng. 298 triệu đồng các bạn sở hữu ngay chiếc Toyota Vios G đời 2010 này. Một chiếc xe khá đẹp luôn, đẳng cấp, và chiếc xe thì rất là bền bỉ với thời gian. Một chiếc xe không chê vào đâu được. Đang tiến vào đây thì là một chiếc Kia Cerato 2009. Xe được trang bị hộp số tự động, máy của nó là 1.6 bản full clutch, biển Hải Phòng. Vâng, 15A9297. Vâng, bản full clutch luôn, màu trắng ngọc trinh rất là đẹp cho anh em. Với giá chỉ có 289 triệu đồng thôi. 289 triệu đồng. Đó, một chiếc Kia Cerato 2009, xe nhập khẩu, máy 1.6, eco zigzag đầy đủ hết theo xe. Đó, đèn nét ban ngày. Đó. Tiếp theo là một chiếc Audi A6. Với chiếc Audi A6 sản xuất năm 2006, trang bị hộp số tự động và đăng ký lần đầu 2009, được trang bị động cơ V6 2.4 nhập khẩu nguyên con của Đức, trang bị vành R18 inch. Đó, nội thất là ghế da nguyên bản, hộp số tự động. Vâng, bô lăng rất là đẹp, phanh tay điện tử đầy đủ hết. Đó, túi khí quanh xe. Với giá chỉ có 328 triệu đồng thôi. 328 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe khá là đẹp, chất lượng như thế này. Một chiếc Audi A6 luôn các bạn nhé. Audi A6 một chủ từ đầu, biển Quảng Ninh. Một chiếc xe rình tư nhân chính chủ, không có đục, không taxi, không dịch vụ. Quá là chất lượng cho mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2019, xe được trang bị hộp số sàn, máy là 1.5 bản E, biển Hải Phòng, tên tư nhân, 7 túi khí, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Vâng, một chiếc xe chỉ có 405 triệu đồng thôi. E219, 7 túi khí, form mới, biển Hải Phòng, tên tư nhân, khá là đẹp cho mọi người. Mazda, một chiếc Mazda thương hiệu đến từ Nhật Bản. Đó, Mazda 2009, Mazda 3S 2009, 2.0, biển Hà Nội, 29A870727, bản cửa lock 2.0, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 299 triệu đồng. 299 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay chiếc Mazda này. Một chiếc Mazda 3S sedan hai đầu, kiểu dáng đẹp, thương hiệu Nhật, nhập khẩu của Đài Loan. Đó, rất là đẹp cho anh em. Chỉ với 299 triệu đồng thôi. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Mitsubishi Archer. Với chiếc Archer này thì sản xuất năm 2017, xe được trang bị hộp số tự động, máy của nó là 1.2, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan, màu đỏ, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, xe đẹp không lỗi. Vâng, 27 số tự động nha các bạn nhé. Đó, túi khí ABS đầy đủ luôn. Vâng, giá tiền hiện tại bên em đang bán là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10. Với chiếc Hyundai Grand i10 này sản xuất năm 2016, xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.2, biển Thái Bình, 17A22644, đời 2016, bản đủ máy 1.2, xe nhập khẩu mà giá chỉ có 288 triệu đồng thôi. Vâng, đời rất là cao, bản đủ túi khí ABS đầy đủ cho các bạn luôn. Xe nhập khẩu sedan hai đầu, rộng rãi. Đó. Chiếc xe Vios Spark này thì em cũng vừa nhận cọc và tí nữa các bác lấy xe luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daihatsu Gentra. Gentra là một trong những phiên bản xe rất rẻ tiền của sedan. Đó,
đưa Daewoo các bạn nhé, 30G20592, sơn xi màu vàng, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Giá tiền thì hiện tại bên em đang bán 155 triệu đồng. 155 triệu đồng các bạn đã sở hữu ngay về chiếc Gentra sedan hai đầu kiểu dáng đẹp đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo CX, Daewoo Lazetti CX bản nhập khẩu xuân rộng, cửa lóc, biển Hải Phòng, tên tư nhân đó, máy 1.6 rất là đẹp, biển Hải Phòng luôn, với giá tiền chỉ có 245 triệu đồng thôi. 245 triệu đồng các bạn đã sở hữu một chiếc xe này. Tiếp theo là một chiếc Kia Kia CD5. Với chiếc Kia CD5 này sản xuất năm 2000 đó, máy 1.3, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022, biển 37A13553, sơn xi màu trắng. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là bao nhiêu ạ? 46 triệu cho anh em. Tiếp theo đây là một chiếc xe có lời nói là khá hợp lý, Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Với chiếc Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn này thì đang được chào bán tại Tuấn Anh ô tô Hải Phòng với giá 348 triệu đồng. Chiếc xe thì có năm sản xuất 2012, số tự động, máy của nó là 1.4, xe nhập khẩu biển Hải Phòng, tên tư nhân. Quá đẹp, quá chất và quá ok cho anh em, màu xanh da trời. Tiếp theo đây là một chiếc xe Hyundai Grani 10. Với chiếc Hyundai Grani 10 này sản xuất năm 2016, trang bị hộp số sàn, máy 1.2, biển Quảng Ninh. Vâng, một chiếc xe tư nhân chính chủ, không khá là đẹp, không nỗi luôn, máy 1.2, trang bị màn hình Android, đăng kiểm rất là dài, keo chỉ zin 100%, không lỗi cho anh em. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 200 bao nhiêu ạ? 248 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova 2015, xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 2.0, biển Hải Phòng, tên tư nhân, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023, xe trang bị 4 bánh năng đúc, ABS túi khí đầy đủ, điều hòa 3 dàn, la răng G15, màn hình Android, đăng kiểm rất dài, nội thất rất đẹp, xe đẹp không lỗi, và giá tiền của nó chỉ có 375 triệu đồng thôi. 375 triệu đồng, điều hòa 3 dàn độc lập theo xe, rất là rộng rãi cho anh em. Vâng, đề cái ăn ngay, rất là chất lượng. Vâng, 375 triệu đồng thôi các bạn đã sở hữu vào chiếc xe Toyota Innova này, lốp mới cả dàn, xe rất là đẹp và chắc chắn cho anh em nhé. Tiếp theo đây là một chiếc Kia K3. Với chiếc Kia K3 sản xuất năm 2014, đăng ký lần đầu 2015, biển 15A25647, sơn xi màu trắng, xe đẹp không lỗi đó, tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng, không taxi dịch vụ, full đồ chơi đó, từ màn hình nguyên bản theo xe, nội thất thì zin đó, keo chỉ zin đó, máy zin, điều hòa tự động đó, cruise control, ga tự động, chế độ lái 3 chế độ, la răng G17 inch, khá là ok cho anh em với một chiếc Kia K3 như thế này. Tiếp theo lại là một chiếc Daewoo Gentra 2009, sẽ được trang bị hộp số tự động bản full clock, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội, tên tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 225 triệu đồng. Một mẫu xe nhỏ gọn, rất là tiết kiệm. Vâng, chỉ có 225 triệu đồng thôi. Tiếp theo đây là một chiếc xe Toyota Innova 2015, xe được trang bị hộp số sàn, máy 2.0, bản e xịn, biển Hòa Bình, tên tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Giá tiền 418 triệu đồng. 418 triệu đồng cho anh em. Innova 2007 giá chỉ có 245 triệu đồng thôi. 245 triệu đồng, bản G xịn, biển Hà Nội. Vâng, rất nhiều các dòng xe cho anh em cùng lựa chọn. Vâng, Innova 2009 265 triệu đồng, đời 2009, bản G, biển 11, của tỉnh Cao Bằng. Vâng, tư nhân chính chủ, không khoa đục, 265 triệu đồng. Hay một chiếc Kia Carrera 7 chỗ ngồi số tự động bản full clock, đời 2012, đời cao chót vót, mà giá chỉ có 290 triệu đồng thôi. Biển 24A097909. Vâng, 290 triệu đồng. Một chiếc Innova 2007, xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 2.0, bản G xịn, xe rình, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, 225 triệu đồng anh em nhé. Vâng, tiếp theo đây thì có mấy mẫu xe nữa đây, rất nhiều xe cho các bạn lựa chọn, thoải mái lựa chọn, thoải mái mua, và đâu giá cả thì anh em có thể mặc cả theo ý thích. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Mitsubishi Zinger 7 chỗ ngồi. Vâng, cao to, rất là cao to, gầm cao, máy thoáng và cơ bắp cực kỳ luôn. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 245 triệu đồng. Đời 2009, bản đủ xe gia đình, tư nhân chính chủ đầy đủ. Đó, không taxi, không dịch vụ, cao to, 7 chỗ ngồi, với giá 245 triệu đồng.
một chiếc Mitsubishi Zinger 2009, xe bản đủ gia đình, biển Nghệ An, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Tiếp theo đây là một chiếc Kia Carian 2007, đăng ký lần đầu 2008, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, 7 chỗ ngồi, bản 2.0, full clock, biển Hà Nội, 29A613.3, 225 triệu đồng. Tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova 2012, xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 2.0, đó, form mới đời 2012, tên tư nhân, biển Hà Nội, giá tiền khá hợp lý cho mọi người, 259 triệu đồng, đó, rất là đẹp cho mọi người. Một chiếc Innova đời cao luôn, đó. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Santa Fe Gold, sản xuất năm 2003, lăn bánh lần đầu 2008, số tự động, máy dầu, một cầu, bản full clock 2.0. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này khá là hợp lý, 230 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Innova 2013, xe được trang bị hộp số sàn, bản E, máy 2.0, biển Hưng Yên, tên tư nhân, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 335 triệu đồng, 335 triệu đồng các bạn nhé. Vâng, đây là một chiếc xe Toyota Innova 2014, xe được trang bị hộp số sàn, máy 2.0, biển Hà Nội, tên tư nhân, đăng kiểm dài tháng 8 năm 2022, giá tiền là 358 triệu đồng. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Innova 2006, số sàn, bản G 2.0, biển Nghệ An, giá tiền là 235 triệu đồng. Đó. Hay là một chiếc Innova 2013 đã rút hồ sơ rồi, về chỉ việc bấm biển vào tên thôi, giá tiền là 352 triệu đồng. Đó. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Daewoo Gentra, chỉ có 205 triệu đồng thôi. Đời 2009, bản nhập khẩu. Đó, số tự động, bản cửa lóc. Đó, biển Hà Nội, tên tư nhân. 205 triệu đồng cho một chiếc Gentra X này. Tiếp theo là một chiếc Hyundai Grand i10 2014, phiên bản số sàn, máy 1.0, biển Hưng Nghĩa, biển Hà Nam, màu trắng, rất là đẹp cho mọi người. Giá tiền là 185 triệu đồng các bạn nhé, 185 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning 2014, số sàn 1.25. Đó, rất là đẹp, một chủ từ đầu. Quá ok, màu vàng nguyên bản, la đăng đúc, đăng kiểm dài, màn hình 175 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Getz, một chiếc xe Kia Morning 2016. Xe được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 1.25, một chủ từ đầu sử dụng, không taxi dịch vụ. Đó, màu bạc, biển Hải Phòng luôn. Giá tiền là 228 triệu đồng. Một đôi Hyundai Getz 2010. Đó, 156 triệu đồng cho một chiếc. Đó, tất cả đều full hết. Đây, một chiếc biển 16L3202 và một chiếc biển 22A00064. Sơn xi màu bạc, rất là đẹp cho mọi người. Một chiếc Kia Morning 2014, xe thì đã qua dịch vụ, bản máy 1.25. Đó, 1.25 các bạn nhé. 17A03665, sơn xi màu cát. Con này hiện tại bên em đang bán 172 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Getz 2010, xe là trang bị hộp số sàn, máy của nó là bao nhiêu ạ? 1.1, xe nhập khẩu, biển 11, đời 2010, đăng ký là đầu 2011, gốc Hà Nội, tư nhân chính chủ, không qua đục, không taxi dịch vụ. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 179 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Getz màu trắng khá đẹp cho anh em, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Bride, sản xuất năm 1998, giá 30. Đó. Và một chiếc Mazda 3, một chiếc Mazda 2S, sản xuất năm 2014, một chủ từ đầu, số tự động, đó, biển Quảng Ninh, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 328 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Grand i10, sản xuất năm 2015, xe được trang bị hộp số sàn, số tự động, máy của nó là 1.0, đó, hộp số tự động luôn các anh em nhé, với giá tiền là 305 triệu đồng. Cuối cùng là một chiếc Chevrolet Spark, vâng, Spark form siêu nhân 2013, số tự động, zin cả xe, 100% là zin cả xe cho anh em, tư nhân chính chủ, không taxi dịch vụ, giá tiền 198 triệu đồng. Bên em sẽ bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho anh em. Quý vị, chị, các bạn, khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì hãy đến trực tiếp với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, địa chỉ thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Cửa hàng bên em là đơn vị chuyên mua bán, cung cấp, kinh doanh, ký gửi tất cả cái dòng xe mà đã qua sử dụng. Đó, anh em nào mà có bạn bè mua xe hay là bán xe thì alo cho em. Địa chỉ cửa hàng bên em thì nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.
đối diện bên kia là ngôi chùa Cao Linh và nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 thôi. Vâng, quý vị các bạn nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người.